So sánh với các sản phẩm khác ví dụ như Outlet thì đây là một sản phẩm steam free, có nghĩa là không chất kích thích, stimulant free, không chất kích thích. Nó dùng cho những đối tượng ví dụ như là tập luyện vào buổi tối, người ta không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ, hoặc là những người đã dùng các sản phẩm chứa caffeine khá là nhiều trong ngày, ví dụ như các dòng đốt mỡ, các dòng nguyên rau cao chứa caffeine. Hẹn mình sẽ sử dụng đây, nó sẽ thiết lập lại cái chế độ về nghỉ ngơi của mình, và cái mức độ hấp thu caffeine trong cơ thể mình sẽ tái thiết lập nó lại. Đó. Sam Gym Yoga Supplement.